Năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp, đáp ứng nhu cầu dạy và học. Toàn ngành có 337 trường, 5.310 lớp, 149.949 học sinh. Tổng số cán bộ quản lý giáo viên nhân viên trong toàn ngành là 11.379 người. Ngành giáo dục và đào tạo chủ động tích cực tham mưu với tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các chương trình, nghị quyết thiết thực phù hợp với chủ trương kế hoạch của ngành và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch nhiệm vụ năm học, đảm bảo tiến độ và chất lượng. Triển khai thực hiện chương trình giáo dục mầm non, chương trình giáo dục phổ thông, chương trình giáo dục thường xuyên theo đúng lộ trình và đảm bảo chất lượng. Chuẩn bị đội ngũ, cơ sở vật chất, lựa chọn sách giáo khoa, biên soạn tài liệu giáo dục địa phương. Công tác huy động học sinh trong độ tuổi ra lớp, xây dựng trường chuẩn quốc gia, phổ cập giáo dục đạt chỉ tiêu kế hoạch giao. Tổ chức tốt công tác quản lý, chăm sóc, nuôi dưỡng học sinh nội trú, bán trú. Công tác thanh tra kiểm tra thực hiện theo đúng kế hoạch đã góp phần phòng ngừa, phát hiện những sai phạm, hạn chế thiếu sót trong quản lý và kịp thời kiến nghị xử lý vi phạm, đề xuất các biện pháp khắc phục, góp phần chấn chỉnh, duy trì kỷ cương nền nếp trong hoạt động giáo dục. Xây dựng quy hoạch mạng lưới trường lớp sát với tình hình thực tế. Thực hiện các chế độ chính sách học sinh đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng. Cơ sở vật chất, thiết bị dạy học được quan tâm đầu tư đảm bảo cho các hoạt động giáo dục. Trong quá trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia thì các đồng chí trong ban giám hiệu cũng như toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường đã nỗ lực phấn đấu căn cứ trên các cái tiêu chí. Thế là trong quá trình xây dựng trường chuẩn thì nhà trường cũng quan tâm chú ý, quan tâm cái công tác bồi dưỡng chất lượng đội ngũ và nâng cao chất lượng giáo dục. Đồng thời thì nhà trường cũng tích cực tham mưu với phòng giáo dục, ủy ban nhân dân huyện biên chế đầy đủ các cái biên chế đảm bảo số lượng đội ngũ cán bộ giáo viên nhân viên. Và tham mưu với ủy ban nhân huyện đầu tư cải tạo cảnh quan, đầu tư xây dựng mới cơ sở vật chất để đảm bảo các cái tiêu chí. Một cái việc nữa đó là cái công tác tham mưu của nhà trường đối với cấp ủy chính quyền địa phương. Nhà trường cũng tích cực tham mưu với cấp ủy chính quyền địa phương giúp đỡ nhà trường trong công tác vận động, huy động học sinh ra lớp, tuyên truyền nâng cao nhận thức của bà con nhân dân về công tác giáo dục, để nhà trường có điều kiện nâng cao cái chất lượng giáo dục. Đầu năm học mới, tình trạng giáo viên xin chuyển công tác, đổi công việc, nghỉ hưu, nghỉ việc đang là thách thức không nhỏ đối với ngành giáo dục và đào tạo tỉnh cũng như cấp ủy chính quyền các địa phương. Giải quyết vấn đề thiếu giáo viên, trước mắt tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương triển khai rà soát, sắp xếp, dồn dịch điểm trường, đưa học sinh về trung tâm học và ở bán trú. Còn về lâu dài, rà soát vị trí việc làm, cử tuyển học sinh, tổ chức tuyển dụng giáo viên đảm bảo quy định. Năm học 2023-2024, ngành giáo dục và đào tạo huyện Tân Uyên đoàn kết, nỗ lực vượt qua những khó khăn thử thách, nhất là vấn đề thiếu giáo viên chuyên ngành, đặc biệt là bộ môn tiếng Anh, tin học, ảnh hưởng đến việc bố trí sắp xếp đội ngũ. Chúng tôi sẽ tập trung chỉ đạo rà soát các đơn vị nhà trường. Giữa các trường thiếu, giữa các trường thừa thì chúng tôi sẽ tổ chức tham mưu cho Ban Thường vụ Thường trực để sắp xếp lại đội ngũ giáo viên. Đồng thời với cái việc đó là chúng tôi sẽ có những cái bồi dưỡng đào tạo đối với những cái giáo viên mà có thể là đáp ứng được cái việc giảng dạy những cái môn thiếu, ví dụ như tin học, ngoại ngữ. Cái vấn đề thứ ba là chúng tôi cũng đã đăng ký theo cái nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh và kế hoạch của Ủy ban tỉnh về đào tạo theo địa chỉ bằng nguồn ngân sách địa phương đối với lại giáo viên tin học, ngoại ngữ, mỹ thuật, âm nhạc trên địa bàn của huyện. Năm học 2024-2025, toàn huyện Tam Đường thiếu 44 biên chế giáo viên tiếng Anh, tin học, mỹ thuật và giáo dục thể chất. Tuy nhiên, theo kế hoạch tuyển dụng viên chức năm học 2024-2025, tham mưu Ủy ban Nhân dân huyện ban hành kế hoạch tuyển dụng. Còn đối với giải pháp trước mắt, tuyên truyền và cử giáo viên văn hóa đi học 28 tín chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục để đủ điều kiện dạy môn tin học. Đối với giáo viên âm nhạc, mỹ thuật, ngoại ngữ, bố trí giáo viên tăng cường giữa các đơn vị.
hiện số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển ít, có vị trí không có hồ sơ dự tuyển. Trong khi đó, cấp trung học cơ sở hiện nay thiếu nhiều giáo viên nhất. Trong năm học 2024-2025 thì toàn các trường trực thuộc phòng giáo dục đào tạo huyện Tam Đường còn thiếu 44 biên chế, thì trong đó là có giáo viên tiếng Anh, giáo viên tin học, giáo viên âm nhạc, kỹ thuật cũng như giáo viên giáo dục thể chất. Thì với những cái giáo viên còn thiếu như vậy thì chúng tôi đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện để ban hành kế hoạch tuyển dụng giáo viên. Thế còn trong cái thời gian mà chờ đợi việc tuyển dụng thì chúng tôi đã có những giải pháp ở tại phòng, đó là với giáo viên tin học của tiểu học thì chúng tôi đã tuyên truyền và cử giáo viên môn văn hóa đi học 28 tín chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo để đủ điều kiện dạy môn tin học. Đấy, còn đối với giáo viên âm nhạc, mỹ thuật hay ngoại ngữ thì chúng tôi sẽ bố trí luân phiên giữa các đơn vị trường, tăng cường biệt phái giao nhiệm vụ từ đơn vị trường nọ sang đơn vị trường kia. Tôi lấy ví dụ như là môn âm nhạc là một trong những môn mà ít tiết, số tiết tiết ít ở đơn vị trung học cơ sở thì sẽ tăng cường biệt phái dạy một giáo viên dạy ở hai trường trung học cơ sở, hoặc là thiếu ở tiểu học thì sẽ là dạy ở trung học cơ sở và dạy thì kiêm thêm nhiệm vụ dạy của tiểu học cơ sở. Của trường tiểu học. Kế hoạch dài hơi thì đối với môn ngoại ngữ là một trong những môn mà khó khăn nhất về nguồn tuyển, thì chúng tôi cũng đã tham mưu với Ủy ban Nhân dân huyện cũng như là huyện đã tham mưu với tỉnh là đã có cái cho giáo viên đi học văn bằng 2, cũng như là kêu gọi các cháu học sinh mà đã có bằng tốt nghiệp ở miền xuôi sẽ thu hút học sinh lên trên đây để công tác tại miền núi. Thế còn trong ngành thì cũng đã tuyên truyền để cử giáo viên có năng lực tham gia học văn bằng 2 và cũng đã có giải pháp nữa là đặt hàng với các trường đại học, để các trường đại học sư phạm sẽ đào tạo tuyển dụng, đào tạo những cái giáo viên mà hiện tại trên tỉnh còn thiếu để các cháu học sinh ra trường sẽ quay về tỉnh Lai Châu cũng như là huyện Tam Đường để công tác. Năm học 2024-2025, ngành giáo dục và đào tạo Lai Châu dự kiến có 335 trường, 5.206 lớp, 150.389 học sinh. Đến cuối năm học 2023-2024, ngành có 11.379 cán bộ quản lý giáo viên nhân viên. Năm học này, toàn ngành thiếu 972 giáo viên, so với biên chế được giao, mầm non 213, tiểu học 246, trung học cơ sở 430, trung học phổ thông và giáo dục thường xuyên 83. Tình trạng thiếu giáo viên ở hầu hết các cấp học, môn học, nhất là giáo viên môn tiếng Anh, tin học, mỹ thuật, âm nhạc, còn thiếu 331 giáo viên. Trong đó tiếng Anh 168, tin học 108, mỹ thuật 30 và âm nhạc 25. Để khắc phục cái vấn đề thiếu giáo viên cho trước hết là năm học 2024-2025, thì ngành cũng thực hiện đồng bộ cả giải pháp trước mắt và giải pháp có tính dài hơi hơn. Thế đối với các giải pháp trước mắt thì trước hết là ngành tiếp tục chỉ đạo cái công tác là rà soát, sắp xếp lại hệ thống trường, rồi điểm trường cũng như là quy mô lớp, học sinh, bố trí làm sao đảm bảo phù hợp với cái tình hình thực tế của từng đơn vị, cũng bám theo cái tinh thần của nghị quyết số 19 của Ban chấp hành Trung ương khóa 12 về tiếp tục đổi mới tổ chức quản lý của các đơn vị sự nghiệp giáo dục, của các đơn vị sự nghiệp công lập, trên cơ sở đảm bảo nguyên tắc là ở những nơi phù hợp cũng như là đảm bảo nguyên tắc là thuận lợi nhất cho người học. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai thì ngành cũng tiếp tục triển khai cái công tác tuyển dụng hợp đồng đối với những giáo viên còn thiếu mà đã được giao biên chế. Ngoài ra, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tổ chức linh hoạt các phương án dạy học, sắp xếp cơ cấu lâu dài đội ngũ giáo viên gắn với tinh giản biên chế, phối hợp với các cơ quan đào tạo giáo viên thực hiện đào tạo giáo viên theo quy định tại nghị quyết số 07 ngày 17 tháng 4 năm 2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc quy định chính sách hỗ trợ đào tạo đại học sư phạm chuyên ngành tiếng Anh, tin học, âm nhạc, mỹ thuật trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, cử tuyển học sinh đi học các ngành đào tạo giáo viên theo chế độ cử tuyển đối với học sinh sinh viên dân tộc thiểu số để đảm bảo nguồn tuyển dụng giáo viên. Với nhiều giải pháp chủ động, linh hoạt, sáng tạo của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh, cùng sự quan tâm của cấp ủy chính quyền và các bậc phụ huynh, tình trạng thiếu giáo viên sẽ được khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội ở địa phương. Năm học 2024-2025, toàn ngành giáo dục Lai Châu dự kiến có 335 trường, 5.206 lớp, 150.389 học sinh.
Hiện tại, ngành có 11.379 cán bộ quản lý giáo viên nhân viên. Nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học mới, ngành giáo dục Lai Châu đã đưa ra 6 phương hướng chung, cùng với đó là 11 nhiệm vụ giải pháp với mục tiêu chính thực hiện hiệu quả các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Chính phủ về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ được giao tại nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, thực hiện nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. Với chủ đề năm học 2024-2025, kỷ cương, trách nhiệm, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Kết quả đã đạt được của năm học 2023-2024, năm học 2024-2025, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Lai Châu tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như sau. 1. Toàn ngành tiếp tục rà soát các chỉ tiêu, chế độ, chính sách để tiếp tục tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp, ban hành chương trình, nghị quyết, kế hoạch phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương nhằm phát triển công tác giáo dục và đào tạo toàn tỉnh. 2. Tiếp tục đổi mới công tác quản trị, tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục, chú trọng xây dựng văn hóa học đường, giáo dục lý tưởng cách mạng, tư tưởng, đạo đức, chính trị, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, dân chủ, kỷ cương. 3. Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục các cấp học theo hướng thực chất và bền vững, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập, giáo dục xóa mù chữ, quan tâm xây dựng trường chuẩn quốc gia. 4. Tiếp tục chuẩn bị đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, đội ngũ để triển khai thực hiện thật hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, đặc biệt là quan tâm đến các lớp cuối cấp, lớp 5, lớp 9, lớp 12, nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ thi, công tác kiểm tra, đánh giá, đặc biệt là kỳ thi học sinh giỏi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. 5. Đẩy mạnh công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng cho học sinh phổ thông, củng cố, phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của địa phương, tiếp tục tham mưu các chính sách đặc thù của địa phương về giáo dục dân tộc. Để tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, thực hiện nhiệm vụ năm học mới, ngành giáo dục tăng cường phối hợp với cấp ủy chính quyền các cấp trong công tác giáo dục và đào tạo, cần triển khai thường xuyên, liên tục. Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai năm học mới, nâng cao chất lượng các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi học sinh giỏi, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tiếp tục triển khai các văn bản chỉ thị của Trung ương, phát triển nhanh và bền vững giáo dục và đào tạo, nâng cao công tác quản lý đáp ứng nhu cầu đào tạo hiện nay, triển khai hiệu quả chương trình đào tạo, chương trình giáo dục phổ thông, củng cố và duy trì nâng cao chất lượng giáo dục mầm non 5 tuổi, triển khai thực hiện chương trình xóa mù chữ, chương trình giáo dục phổ thông đảm bảo chất lượng, hiệu quả, đẩy mạnh chương trình học tập thường xuyên suốt đời trong công tác giáo dục, duy trì, mở rộng, nâng cao chất lượng dạy ngoại ngữ, công nghệ thông tin trong công tác chuyển đổi số, tăng cường, nâng cao chất lượng quản lý, nêu cao đạo đức, lối sống người đứng đầu trong các nhà trường, ngành giáo dục, liên kết công tác đào tạo, giáo dục và đào tạo, đào tạo nghề cho lao động nông thôn.